Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung. Con xin kính chào chú Trường Giang, chú Trấn Thành, chú Tiến Luật cùng toàn thể các bạn đang có mặt ở trường quay. Xin kính chào các bạn của tớ Bắc Chiến, Dung Hòa, Mai Mẫn, Mỹ Huyền, Lâm Nam, Na Nhi, Nhi Phi, Sang Phúc, Phúc Phúc Trường, Vi Vi. À, cái này giống như là trên đài phát thanh đó, bài hát này tặng cho ai đó? Quà tặng âm nhạc. Được nửa lớp chưa kìa? Dạ chắc gần hết, con rung quá con quên hết rồi. Dễ hả? Dạ. Quá trời vậy ta. Rồi lên TV là để diễn là cho em hay là cho mấy bạn coi vậy thôi? Dạ cho mấy bạn coi, cho thầy cô coi, cho dòng họ và con cô bác coi. Vậy là khán giả không được coi hả em? Dạ này là khán giả coi trực tiếp rồi chú. Mục đích cao cả quá. Rồi mình làm gì nhỉ? Dạ thi. Ở dạ con quên giới thiệu tên đúng rồi. Ừ đó. Dạ con tên là Nguyễn Thị Thùy Dung. Năm nay con 17 tuổi. Hiện tại con đang là học sinh. Thấy có triệu chứng rồi đó nha. Dạ. Thấy giới thiệu là tôi thấy có triệu chứng rồi đó. Dạ con cũng bình thường. Thì đó, ráng cố gắng. Ừ, con cũng bình thường là thấy con rất bình thường rồi đó. Đó. Ừ, hiểu, nhìn biết mà. Biết mà. Rồi chưa? Ừ. Dạ từ chú để lấy đầu cụ ấy chú. Đó, nó rút đồ ra. Ba bốn cái nghĩa là ba bốn vòng rồi đó. Rất tự tin. Khi nào xong báo cho chú Luật biết con. Dạ. Sao? Để chú ngồi chú chờ mệt quá con. Dạ đợi chờ là hạnh phúc mà chú. Chú cảm ơn con. Được không? Dạ được. Dạ rồi. Chú bấm. Chờ đi, đợi chờ là hạnh phúc mà con. Đó, giỡn mặt em đi. Đừng có giỡn. Người ta thôi có chú, gia đình rồi. Bây giờ là chia tay sớm bớt đau khổ. Mình có quen nhau đâu mà chia tay, mà nói kỳ quá. Thôi chú bấm cho con thi đi. Ờ, đó vậy đi. 60 giây bắt đầu. Trời ơi, cái thời buổi hiện nay đó là làm cái gì cũng phải đẹp. Nhiều lúc đi bán bánh mì mà cứ tưởng đâu đi thi qua hậu hoàng vũ. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi, đeo cái này tốn 60 giây cuộc đời. Trời đất cơ. Vậy đó bởi ế hoài. Sạch sẽ. Ai bánh mì không? Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon. 2000 một ổ ăn vào mắt cổ. Ngày mai đi mổ, ngày mốt xuống lỗ, ngày kia đám dỗ. Chỉ cần một ổ đời qua bể khổ. Mua liền hai ổ em ship tận chỗ. Mua ngay ba ổ tặng luôn cái rổ kèm theo cái tăm xỉa răng. Sao vậy chú? Nhạt quá hả? Để con rắc tí muối cho cuộc đời bớt nhạt. Rồi đó. Chú làm như thành phố nó bán cái lọ muối cũng khác chứ con. Bữa này ăn sao chú không lẽ liếm nè hả? Trời ơi. Hết giờ. Quá. Đúng rồi, bé được cái là diễn xuất có khả năng và cái giọng nói rất là rõ ràng luôn. Mà cái gương mặt, cái gương mặt của bạn á, nãy tôi đã nói rồi là cái hiện tượng gọi là có triệu chứng. Rất là lanh lợi và có cái nét duyên để người ta cười. Nãy giờ tôi đang chờ đợi nhiều cái đặc biệt uổng quá. Diễn cũng tỉnh lắm nhưng mà tiếc quá, hơi có lẽ là dòng đầu hơi áp lực đúng không? Ờ. Tiếc quá trời. Lanh quá uổng.